Cô chào các em. Chúng mình chào cô ạ. À các em ơi, chúng mình có muốn được nghe kể chuyện không? Có ạ. Chúng mình có muốn được chơi trò chơi không? Có ạ. Chúng mình có muốn tự làm cho mình một cuốn sách chữ cái không? Có ạ. À vậy thì trong buổi sinh hoạt đại đọc hôm nay, cô và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện Những lời phàn nàn. Bạn nào còn nhớ tên câu chuyện mà cô vừa chia sẻ đó là gì không? Cô mời bạn Bảo Ngọc. Nhà thằng cô, tên câu chuyện là Những lời phàn nàn. À, vậy thì chúng mình hiểu như thế nào là lời phàn nàn? Chúng mình hiểu như thế nào là lời phàn nàn à? Cô mời bạn Trà Mỹ. Nhà thằng cô, em nghĩ là những lời kêu ca ạ. Cô mời Đạt. Nhà thưa cô, em nghĩ là những lời bực mình và buồn chán ạ. Hồi trước có bạn nào nghĩ gì nữa không? Cô mời bạn Bảo Nguyên. Dạ thưa cô, em nghĩ là những lời của tất ạ. Tất cả các bạn đều trả lời rất là chính xác. Ở lời phàn nàn có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là khi chúng ta nói chúng ta không hài lòng về một điều gì đó, hoặc là không thích về một điều gì đó đã hoặc đang xảy ra đối với mình. Vậy bây giờ chúng ta hãy lắng nghe cô kể chuyện và xem câu chuyện có những cái nhân vật nào và những cái nhân vật đó nó nói gì. Đầu tiên đó là con lừa. Con lừa nó lê từng bước nặng nhọc rồi nó nói: tôi phải làm công việc nặng nề quá, tôi luôn phải chở trên lưng những đống hàng nặng và chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Tất cả các con vật khác đều được ăn uống nghỉ ngơi, còn mình tôi phải vất vả để kiếm miếng ăn. Rồi nó cầu xin ông chủ: ông chủ ơi, ông có thể thay đổi cách cai quản các con vật của ông được không? Tôi muốn có đầy đủ thức ăn và nghỉ ngơi khi tôi muốn. Nghe đến đây thì chúng mình thấy là câu chuyện đang nói đến những nhân vật nào? Cô mời bạn Tra. Dạ thưa cô, con lừa và ông chủ của nó ạ. Con lừa nó đã nói những gì về ông chủ của nó? Cô mời Đáng Khối. Dạ thưa cô, nó phải làm những công việc nặng nề quá, phải chở trên lưng những đống hàng nặng và chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Nó còn nói gì nữa không? Cô mời Trà Mỹ. Dạ thưa cô, tất cả các con vật khác đều được ăn uống đầy đủ, chỉ mình nó phải vất vả để kiếm miếng ăn. Nó còn nói gì nữa không nào? Cô mời bạn Phóng. Dạ thằng cô, nó có xin ông chủ. Ông chủ ơi, ông có thể thay đổi cách cai quản cả con vật của ông được không? Tôi muốn có thức ăn đầy đủ và nghỉ ngơi khi tôi muốn. Đúng rồi, vậy thì để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chúng mình cùng lắng nghe tiếp nhé. Đến lượt con chó. Con chó nó cứ sủa mãi và nó phàn nàn rằng: tôi là người canh gác, tôi là cảnh sát, nhưng lại không được phép ở trong nhà với con người. Còn con mèo thì nó được ăn uống ngon lành, sạch sẽ, lại được ở trong nhà mà chẳng phải làm gì cả. Thấy vậy, con ngựa cũng bèn phàn nàn: tôi cần được chăm sóc nhẹ nhàng, chỉ vậy thôi cũng không được. Chú bò bên cạnh cũng kêu bò và than thở rằng: tôi làm tất cả mọi thứ, từ cày ruộng, kéo xe, nhưng tôi còn bị bán để lấy thịt nữa. Nghe vậy, cừu bèn nói thêm: tôi còn bị ông chủ cắt lông vào mùa đông, làm tôi cảm thấy lạnh và trần trụi, tôi không vui một chút nào cả. Như vậy, các bạn thấy là các con vật còn lại chúng đã nói những gì? Cô mời bạn Ngân Khánh. Dạ thưa cô, con chó phàn nàn tôi phải canh gác nhưng không được ở trong nhà với con người. Nó phàn nàn như vậy, rồi nó còn so sánh chi nào? Nó còn so sánh với con mèo là vì sao con mèo không làm gì mà lại được ở trong nhà với con người, rồi là được ăn uống ngon lành và sạch sẽ là đúng nào? Rồi con vật nào khác nữa không? Cô mời bạn Uyên. Nhà thằng cô, con ngựa kêu khăn đẹp chăm sóc ạ. Còn con vật nào nữa nào? Cô mời bạn Thảo. Nhà thương cô, con bò than thở phải làm mọi thứ và con bị mổ để lấy thịt nữa. Vậy thì chúng mình có biết là tại sao các con vật đó nó lại kêu ca phàn nàn như vậy không? Cô mời bạn Đạt. Nhà thưa cô, vì chúng mong được chăm sóc. Vì sao nữa? Cô mời Hoàng Nguyễn. Dạ thưa cô, vì chúng phải làm nhiều việc ạ. Câu trả lời của các bạn đều rất là chính xác.
tất cả các con vật đều có cái cuộc sống rất là vất vả đúng như nào. Và con vật nào cũng mong ước là cái cuộc sống của mình nó trở nên dễ dàng hơn. Trong cuộc sống của chúng ta thì cũng có những cái khó khăn, những cái thuận lợi. Nhưng mà chúng ta phải biết vượt qua những cái khó khăn đó để có thể hướng đến một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và với cái lứa tuổi học sinh của mình thì chúng mình cần phải cố gắng học tập thật là tốt để có thể trở thành những người con ngoan trò giỏi. Tiếp theo thì chúng mình sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi có tên gọi là cuộc đi tìm âm đồng. Chúng mình có thích không? Có ạ. Vậy thì nghe cô phổ biến luật chơi. Chúng mình sẽ được chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm sẽ thảo luận tìm và viết tên các đồ vật này, các con vật, các tiếng và các từ được bắt đầu bằng âm G, âm K và âm H. Thời gian dành cho các bạn là 3 phút. Sau khi hết thời gian, nhóm nào tìm được nhiều đáp án và chính xác nhất sẽ là nhóm giành chiến thắng. Chúng mình đã hiểu rõ chưa? Rồi ạ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Đúng rồi, thảo luận và nói để cho bạn ý chưa? Gấu. 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 Đã hết thời gian, bây giờ có mời các nhóm lần lượt chia sẻ kết quả của mình nào. Có mời nhóm 1. Sau đây em chia sẻ kết quả của nhóm em. Rồi. Hình vuông 1. Hình chữ nhật 2. Học tốt 3. Vâng 4. Hình tròn 5. Hình tam giác 6. Hình đường 7. Như vậy là nhóm 1 tìm được 7 đáp án. Chúng mình vỗ tay khen nhóm 1 nào. 7 đáp án. Rồi tiếp có mời nhóm 2. Sau đây em xin chia sẻ kết quả của nhóm em. Kem 1. Kẹo 2. Nhóm 2 tìm được mấy đáp án cả lớp các bạn? 12. Có mời nhóm 3. Sau đây em xin chia sẻ kết quả của nhóm em. Gà 1. Gấu trúc. Như vậy là nhóm 3 tìm được 8 đáp án. Bây giờ mình thống kê lại này. Nhóm 1 được mấy đáp án ạ? 7. Nhóm 2 được mấy đáp án? 12. À, nhóm 2 rất là nhiều chứ. Nhóm 3 được mấy đáp án? 8. Như vậy thì nhóm nào là nhóm giành chiến thắng ạ? Nhóm nào? 2. Nhóm nào? Nhóm 2. Vậy thì thưởng cho nhóm 2 một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe nhiệm vụ nhé. Mỗi bạn chọn 6 tấm thẻ giấy này, bút chì và màu. Trên mỗi thẻ giấy đó, vẽ một hình và viết từ tương ứng với hình ảnh đó. Lưu ý là trên mỗi tấm thẻ giấy thì mình chỉ viết một cái từ tương ứng với cái hình ảnh mà mình vẽ. Các bạn đã hiểu rõ chưa? Rồi ạ. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Cô thấy chúng mình đã hoàn thành các sản phẩm của mình rồi. Bây giờ chúng mình hãy giơ cao lên cho các bạn cùng xem nào. Và buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây là hết thời gian rồi. Mỗi bạn hãy lấy cho mình một tờ giấy A4, đem về nhà và vẽ một bức tranh về câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt tất cả các em. Chúng em chào.